Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đánh giá và bàn luận về một chiếc đồng hồ. Đó chính là một chiếc Rolex Daytona 116518LN. Thì như các bạn đã biết, trước đây Gia Bảo cũng đã đánh giá một số chiếc Daytona với phiên bản thép này, phiên bản dây cao su vỏ vàng hồng, phiên bản dây da vỏ vàng trơm banh với mặt số ốc. Thì tuy nhiên là hôm nay thì chúng ta hãy cùng bàn luận một chút. Đó chính là một chiếc Rolex Daytona, tôi gọi vui là rất là Dubai này. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc đồng hồ này có cả lớp vỏ cũng như mặt số đều có một màu vàng champagne rất là bắt mắt. Ngoài ra thì vành bezel của chiếc đồng hồ này, đó là vành bezel Cerachrome, là một dạng vành mới được sử dụng trên Rolex Daytona trong một vài năm trở lại đây thôi các bạn ạ. Rolex Daytona từ khi nó được sản xuất cho đến ngày hôm nay, năm 2019, nó đang có hai hệ khách hàng khác nhau thu mua và yêu thích Daytona. Một, có thể nói là những cái nhà sưu tầm những chiếc đồng hồ đã dừng sản xuất, ví dụ như là Paul Newman, hay là những chiếc 16520, 116520, hoặc là những chiếc vỏ vàng mang tên là John Special Edition, cũng như là những chiếc đồng hồ mà đã ám màu thời gian mà chúng ta gọi là Tropical. Đối nghịch với những nhà sưu tầm đó thì có lẽ chúng ta sẽ có một hệ khách hàng khác là yêu thích những chiếc Daytona mới nhất, thế hệ mới nhất với vành Cerachrome, dây cao su thời thượng theo xu thế. Thì như chiếc đồng hồ này thì nó thuộc hệ khách hàng thứ hai như tôi vừa mới trao đổi. Đầu tiên thì chiếc 116518LN này nó có một cái mã là không khác gì so với cái phiên bản cũ trước đây tôi đã review, với mặt số ốc, cọc hạt kim cương. Tuy nhiên là nó có một thay đổi nho nhỏ ở cái đuôi 116518, đó là thêm chữ LN. Thì cái LN này nó nói về cái vành bezel của chiếc đồng hồ, nó đã được thay thế từ vành vàng chuyển sang vành Cerachrome, tức là vành gốm, một dạng vành gốm. Cái vành gốm này thì nó được một ưu điểm lớn nhất từ đặc tính của gốm, đó chính là nó chống xước, độ chống xước rất là cao. Độ chống xước rất là cao và lúc nào, gần như là lúc nào bóng bẩy, có thể gọi là bền vững với thời gian. Tuy nhiên là nếu như bị chịu tác động, tôi đang nói là bị chịu tác động, nó có thể bị vỡ nứt ra và không thể khôi phục lại được. Chúng ta chỉ có một cách là đem chiếc đồng hồ này vào hãng và thay một cái vành mới với một mức giá đắt hơn vành vàng. Điểm tiếp theo đó chính là cái dây Oyster Flex. Thì đây ý, là một cái điểm mà tôi rất là muốn trao đổi với các bạn. Trong những cái năm gần đây thì cái xu thế đồng hồ thể thao đi với cả dây cao su, nó đang trở thành một cái trend, một cái xu hướng rất là gần như là bây giờ. Cái thời điểm này khi tôi đang giao dịch những chiếc đồng hồ sport thì đa phần chúng ta đều mua với dây cao su, như những chiếc Vacheron Constantin, hay là AP Rock Offshore, hay là kể cả là những chiếc AM, hay là những chiếc PP Aquanaut, thì đều đi với những dây cao su. Và tôi phải đánh giá được rằng dây cao su của Rolex nó không hào nhoáng, nhưng nó thật sự là nó rất phù hợp với cổ tay của chúng ta. Bởi vì sao? Ở phía trong của cái lớp dây này, tức là nó có hai cái mang, nó nhô ra để chúng ta có thể khi đeo được vào cổ tay, nó rất là vừa cổ tay của chúng ta. So với cái phiên bản cũ, cũng là 16518, mặt ốc này, cọc hạt, dây da, thì tôi cảm thấy cái phiên bản này được nâng cấp lên và nó rất là năng động, thể thao và có một cái phần gì đấy nó rất là bắt kịp xu thế. Mặt số của chiếc đồng hồ này thì cũng có những cái điểm nhấn đặc biệt, không phải hoàn toàn là một màu vàng rất là đơn điệu, mà nó có những cái điểm nhấn như là chữ Rolex, dòng chữ Rolex Oyster Perpetual này, vân vân, Cosmograph ở góc 12 giờ và ở trên đồng hồ đếm giờ 60 phút thì vẫn là một dòng chữ đỏ Daytona, màu đỏ được nhấn rất là đẹp. Đó. Phía bên ngoài là vành Cerachrome, rất là phù hợp màu sắc với tổng thể của chiếc đồng hồ, phù hợp với chất liệu vỏ này, phù hợp với cái dây đen của Oyster Flex, vân vân. Cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì không có quá nhiều thay đổi so với những chiếc đồng hồ Daytona 116520 từ năm 2000. Đó là một cái cỗ máy in-house của Rolex mang mã hiệu là 4130. Với cái cỗ máy này thì chúng ta sẽ không thể thấy được cái cỗ máy phía bên trong, bởi vì cái cơ cấu của
cái đáy nó không cho phép chúng ta nhìn vào phía bên trong. Tuy nhiên đây là một cỗ máy hoạt động rất là ổn định với tần số 4 Hz. Cái cỗ máy 4130 này thì tôi đánh giá là một trong những cái cỗ máy bền bỉ và tốt nhất của Rolex hiện tại. Một điểm mà nó hơi thiếu tính hữu dụng đối với chiếc đồng hồ này đó chính là không có lịch. Tuy nhiên là đối với những nhà sưu tầm thích sự nguyên bản thì Daytona không bao giờ là cần có ô lịch cả các bạn ạ. Đó. Và đây là cuối của video này rồi, thì có lẽ cái video này thì tôi chỉ là một cái cảm quan, một cái đánh giá, một cái trải nghiệm khi review nhanh chiếc 116518LN này thôi. Còn sắp tới, thời gian tới thì tôi sẽ làm một cái video lịch sử của những chiếc Daytona và lịch sử hào hùng vinh quang của bộ sưu tập này các bạn nhé. Rất mong được các bạn đón nhận và ủng hộ channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.